Chào các bạn, đây là Light Warm Groovy, con của Bruno và Satina. Hôm nay mới quay cho Light được. Từ khi mấy đứa cho nó sau cái video lúc con chó nó được 2 tháng rưỡi thì hôm nay mới đến lượt Light. Messi đi ra kia nào để quay cho cháu tí nào. Thì Lai là một cái con chó rất là hiếu động. Si xích ra nào, để quay cháu. Si đi ra kia, Lai ra đây. Đây, các bạn cùng ngắm lại. Nó nô nghịch người, nó còn đang bẩn nguyên đấy. Lai thì lịch dự là hiện tại bây giờ là đã có lịch về sống ở Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Si đi ra kia nào để quay cháu. Si, Si ơi, Si ra đằng sau để quay cháu nó một tí. Không có gì nhử, nhử tay không. Để kiếm một cái đồ nhử lai nào. Thôi Si ơi, Si còn cười nhỉ. Để anh kiếm một cái đồ nhử lai. Rồi, đây lấy cái lọ vỏ này nhử. Úi giời, thôi. Thôi Si ra ra, ra kia. Quỳnh Lai này, Si đi ra. Si, Si buồn cười, Si lên bao nhiêu hình để cứ bắt nạt cháu. Lai này. Thôi, không phi rầm rầm vậy. Ơ, Mi nhảy được vào à? Mi buồn cười nhỉ. Lai thì rất là hiếu động từ bé. Trong ba con thì nếu mà mọi người mà ai mà thích cái kiểu mặt gọi là kiểu mặt gãy gập, đầu thủ ấy, thì Lai là cái con mà cái có cái khuôn mặt là gãy gập nhất. Trong ba con cái mọi người nhìn Lai có này giống với này Miss Bone mới quay clip không? Để nhử cho Lai tập trung nhá, xem là có giống không, khuôn mặt có giống nhau không? Lai nào, Lai. Thôi Messi đi ra kia, chưa xong, cháu chưa xong. Đây, thằng mặt tai vẫn chưa ke.
Không, nhảy vậy. Đây. Có một mình thì thành ra là không nhờ kiểu gì được. Phải như này để cho nhìn cái hộp nó di chuyển. Hey. Nào, không phá dây đâu. Lại. Không phá dây. Rồi, ngắm đủ chưa? Để chụp cho like một hai tấm hình nhá. Chào mọi người nhé, cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi các video của chạy chó Gobi. Chó đẹp thì mọi người tặng Gobi một like nhé. Ai chưa đăng ký kênh thì đăng ký để xem các cái video mới miễn phí của chạy chó Rottweiler Gobi. Hey, chụp ảnh nào. Thôi Si ơi, chưa xong, like đã xong đâu. Chào mọi người, Merry Christmas and Happy New Year.